Xin chào quý vị khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Vào cách đây 5 tháng trước, em Hưng có quay một ngôi nhà mặt tiền trường, mặt tiền chợ, ủy ban của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngày trước thì gia chủ gửi em Hưng với mức giá là 5 tỷ ạ. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn chưa bán được, gia chủ lại tiếp tục giảm còn 3 tỷ 8. Và mới đây nhất thì anh chủ có điện cho em nói với em là giảm nữa cho anh với mức giá là 3 tỷ rưỡi thôi ạ. Vâng, sau đây em mời quý cô bác anh chị mình cùng với em tham khảo về ngôi nhà này nhé. Xin chào mọi người, cùng quý cô bác, quý anh chị khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Hôm nay em Hưng đang có mặt tại tuyến đường huyện DH507 thuộc xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Hôm nay em Hưng xin giới thiệu đến mọi người tham khảo một ngôi nhà mặt tiền chợ của An Linh cô chú anh chị ơi, giá cực rẻ. Ngày trước 5 tỷ không bán, bây giờ chỉ còn 3 tỷ 8 thôi cô chú anh chị ạ. Nhà của chúng ta nằm trên trục đường là đường huyện, đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m. Và đây chính là căn nhà. Trên căn nhà thì có một cái cây lộc vừng rất là lớn ở đây ạ. Dạ cô chú anh chị, mình di chuyển theo cung đường đây trong bán kính đã đúng 80m thôi là mọi người mình sẽ gặp ngay một cái công an cũng như là ủy ban nhân dân, bưu điện, rồi y tế cô chú anh chị ạ. Nhà của chúng ta thì mặt tiền chợ, cách với chợ chỉ trong bán kính là đúng là 110m thôi cô chú anh chị ơi. Và cách với trường học mầm non và cấp 1 chỉ trong bán kính là 250m. Và cách với trường cấp 2 chỉ trong bán kính là 1,3km cô chú anh chị ạ. Ngôi nhà này chủ thiệt sự ngọt rồi, gia chủ đang gửi em Hưng bán gấp. Nhà của chúng ta thì quay về hướng đông bắc cô chú anh chị ạ. Ranh giới từ nền gạch này kéo thẳng vào bên trong có chiều dài là 63.6 và bề ngang của mảnh đất này là 10.3m cô chú anh chị ạ. Mảnh đất của chúng ta thì có 400 thổ cư đất ở nông thôn, tổng diện tích là 629.3m², mặt tiền đường huyện. Từ vị trí này cô chú anh chị mình có thể là thấy được chợ luôn cô chú anh chị ơi. Chợ của chúng ta là nằm ở ngay cái chỗ xe hơi đang đậu kia ha. Ở trên nhà thì có một cây lộc vừng rất là lớn rồi. Nhà thì của chúng ta thì có đầy đủ các công năng. Ngày trước thì cho một bên là bên y tế là thuê làm phòng khám đa khoa Sài Gòn cô chú anh chị ạ. Vị trí nhà của chúng ta đây và cách với trường An Linh cũng như trường mầm non ở đây, và đây chính là vị trí công an. Khu vực này thì dân cư rất là đông, khu vực trung tâm của xã An Linh hay thường gọi là ấp 30 tháng 4 cô chú anh chị ạ. Đây là trung tâm của xã, hội tụ đầy đủ mọi tiện ích của xã bao gồm ủy ban, y tế, bưu điện, trường học, công an. Trường học ở đây chúng ta có là trường mầm non, trường cấp 1 và trường cấp 2 và có cả chợ luôn cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì em Hưng đang quay vào khung giờ là 3 giờ nên là thời buổi này rất là vắng cô chú anh chị ơi. Cũng như là ngôi nhà này thì gia chủ đang cho thuê và người thuê thì cũng đang đi làm nên em Hưng không thể vào trong ngôi nhà để giới thiệu đến cô chú anh chị mình được. Ngôi nhà của chúng ta thì là một ngôi nhà cấp 4 cũng còn là tạm được thôi cô chú anh chị ạ. Đang cho thuê với mức giá là 2 triệu trên một tháng. Và đây là ranh giới của ngôi nhà của chúng ta. Đây, thẳng theo hướng này của chú anh chị ạ. Nhà của chúng ta sổ hồng là vuông vức, được thể hiện là ngang 10m, dài là 63, có 400 thổ cư, tổng diện tích là 629.3m². Pháp lý sổ hồng riêng, quy hoạch là đất ở nông thôn của chú anh chị ạ. Mọi thông tin chi tiết em Hưng đều đã gửi đầy đủ trên thông tin đây để cô chú anh chị mình có thể khảo sát được. Xung quanh đây thì dân cư ở rất đông đúc cô chú anh chị ạ. Đất ở đường sau thì bằng phẳng, diện tích rất là rộng,
cô chú anh chị mình có thể là mua đầu tư hoặc mua làm của, làm nhà vườn hoặc là làm biệt thự ở đây cô chú anh chị ạ. Dạ bên kia là có một cái nhà xưởng, đó là nhà xưởng bán vật liệu nha cô chú anh chị ơi. Mặt tiền sau thì rất là rộng rãi. Ngày trước 5 tỷ không có bán cô chú anh chị ạ, và bây giờ bán với mức giá là 3 tỷ 8 thôi. Cô chú anh chị quan tâm thì hãy liên hệ em Hưng ha. Em Hưng sẽ gửi đầy đủ mọi thông tin, pháp lý, sổ sách, vị trí để cô chú anh chị mình có thể là ở nhà tham khảo được bất động sản này ạ. Bất động sản của chúng ta thì trên đất ạ, tài sản gắn liền với đất là một ngôi nhà cấp 4 và một cái cây cây lộc vừng rất là lớn ở đây cô chú anh chị ạ. Mặt tiền đường DH507. DH507 của chúng ta là đường quy hoạch mở rộng, đường 32m. Ở đây thì có điện, nước, wifi đầy đủ rồi. Mặt tiền đường là có cả hệ thống chiếu sáng và cách với công an ở ngoài kia chỉ trong bán kính là đúng 80m thôi cô chú anh chị ạ. Và ủy ban ở ngoài đó luôn cô chú anh chị ơi. Đấy, mọi người mình có thể là khảo sát được những hình ảnh flycam em Hưng thu thập được. Ở đây thì có thể thấy là khu vực này dân cư rất là đông ạ. Và cách với trường học mầm non và trường cấp 1 ở ngoài kia. Dạ, đây là vị trí ạ. Chỉ trong bán kính là đúng 110m thôi cô chú anh chị ơi. Sát với chợ luôn ha. Nhà của chúng ta là mặt tiền chợ. Tuyến đường này thì xe cộ di chuyển lại rất là đông đúc ạ. Và lúc này thì em Hưng quay là cũng hơn 3 giờ rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì xe, mực lượng xe container ở đây di chuyển rất là nhiều. Cũng như là có cả xe khách di chuyển theo cung đường này ha cô chú anh chị. Xe khách của chúng ta là xe khách Bắc Nam. Ở đây chúng ta có cả là hệ thống là điện 3 pha luôn ha cô chú anh chị ơi. Mặt tiền đường là đường 32m. Ở ngoài phía đường kia là chợ ha cô chú anh chị. Tiếp cận đủ mọi tiện ích. Trong đó có chợ, ủy ban, trường học, y tế và các quầy tạp hóa buôn bán nhỏ lẻ nha cô chú anh chị. Và bên cạnh bất động sản này là một cái nhà xưởng, nhà xưởng về buôn bán vật liệu xây dựng cô chú anh chị ạ. Sau đây thì em Hưng sẽ kết thúc video clip tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo ạ.